Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng thiếu lúa giống để phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 tại đồng bằng sông Cửu Long, Tổ công tác phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị chính phủ hỗ trợ lúa giống và kinh phí để mua lúa giống. Theo đó, thì Tổ công tác đề xuất kiến nghị chính phủ hỗ trợ 5.000 tấn lúa giống từ nguồn dự trữ quốc gia, cho các khu vực xuống giống rất sớm đầu tháng 10 năm nay với khoảng 50.000 ha và hỗ trợ một nửa nhu cầu lúa giống với khoảng 1.300 tỷ đồng cho các địa phương có lịch xuống giống vụ đông xuân trong tháng 10 và tháng 11. Một nửa nhu cầu lúa giống còn lại cho sản xuất vụ đông xuân tại các địa phương khoảng 100.000 tấn. Tổ công tác đề nghị cho địa phương áp dụng nghị định số 35 về quản lý sử dụng đất trồng lúa hoặc huy động các nguồn lực từ các chương trình dự án lồng ghép các doanh nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa giống. Tổ công tác cũng kiến nghị bộ chỉ đạo các địa phương đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch phương án quy trình sản xuất nông lâm thủy sản thích ứng điều kiện dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, thu hoạch sơ chế, bảo quản nông sản để đảm bảo năng suất và chất lượng đáp ứng với yêu cầu của thị trường.